Hôm nay là trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Đây là điểm thi tại cụm thi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là đang là 11:15 là giờ là các thí sinh mới vừa thi xong các bạn, mới vừa thi xong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cụm thi của trường Đại học Công nghiệp. Hay là đang cụm thi của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh số 12 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp á. Các bạn có thể thấy hình ảnh các thí sinh thi xong ra về. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ video Thể thao Giải trí Tổng hợp. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.